Xin chào các em, chị đã quay lại rồi đây. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một con tôm màu hồng rất nổi bật và rực rỡ như thế này nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên chị vẽ một hình tròn làm đầu tôm. Từ giữa đầu chị vẽ một hình cong xuống dưới. Thêm một đường cong khác phía trên, song song với đường cong trước. Chị nối hai đường lại với nhau. Ở giữa khuôn mặt, chị vẽ hai hình tròn làm mắt. Thêm hai hình tròn nhỏ hơn ở phía trong. Chị vẽ thêm một hình số 3 nằm ngang ở giữa hai mắt. Ở dưới thân, chị vẽ hai đường thẳng hơi chéo ra, rồi nối chúng lại với nhau. Thêm hai đường cong hai bên và hoàn thành đuôi của chú tôm. Ở thân, chị vẽ thêm một đường cong ở giữa. Tiếp theo, chị vẽ 3 đường cong ngang ở thân có khoảng cách bằng nhau. Rồi chị vẽ những hình cong giống hình chữ U dài nối tiếp nhau từ đầu đến gần cuối thân làm chân của tôm. Cuối cùng, chị vẽ hai chiếc râu ở trên đầu. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Vậy là chị đã vẽ xong hình một chú tôm màu hồng rất dễ thương và mơ mộng rồi các em ơi. Các em thấy có đơn giản không nào? Chúc các em thành công nhé. Đừng quên thích và đăng ký Boom Boom TV để chị có động lực ra thêm nhiều video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.